Quay clip thả nhẫn trôi sông, cô gái vô đọc bình luận thì vô cùng hối hận vì hành động mình đã làm. Do buồn bã vì tình duyên lận đận, nên trong lúc đang lênh đênh trên sông nước, cô gái tiện tay thả luôn chiếc nhẫn kỷ niệm quý báu của mình xuống lòng sông để không phải cứ mãi nhìn vật nhớ người và vơi bớt đi nỗi sầu. Thế nhưng cứ ngỡ rằng đã vứt bỏ đi chiếc nhẫn thì bản thân nhẹ lòng hơn. Cho đến khi vào đọc bình luận của mọi người để lại, cô gái càng thêm hoảng loạn, bất an và lo lắng vì không biết rằng mình đã phạm phải điều tâm linh cấm kỵ. Theo một số chia sẻ của cộng đồng mạng, khi đi ngang qua những đoạn ao, hồ, sông, suối, tuyệt đối không nên vứt bỏ những đồ dùng cá nhân của mình xuống những vùng nước đó. Kể cả khi vô tình đánh rơi, cũng phải cố gắng quay lại mà nhặt lên cho bằng được. Vì rất có thể, những vong linh vất vưởng dưới lòng sông sẽ nương theo món đồ dùng đó mà đi theo chủ nhân về nhà. Nếu trường hợp nhẹ, thì người đó sẽ gặp những chuyện tồi tệ, không may mắn. Còn những trường hợp nặng hơn sẽ vướng phải duyên âm, làm cho tình trường trắc trở. Thậm chí có những người đã từng hóa điên dại chỉ vì vô tình làm rơi đồ xuống sông mà không chịu nhặt lên. Có người còn phỏng đoán rằng rất có thể một linh hồn nào đó thao túng tâm lý chủ video thả chiếc nhẫn xuống sông, và nó đã thuận lợi tạo được cơ hội để theo chân cô gái về nhà, khiến cô vô cùng hối hận về hành động của mình. Dưới đây là một số bình luận được mọi người để lại. Ai suối bà vứt đồ xuống sông vậy, ha bá mà lượm được, thấy hợp vía hợp mạng là bắt xuống làm vợ luôn đó. Cái này là thiệt chứ không phải hù gì đâu nha, xui xui có vong nào hạp theo là ngồi nói chuyện một mình luôn á. Ông bà kiên cử hết mình, con cháu chơi một cú hết hồn. Thả nhẫn, thả đồ xuống sông dễ mắc đằng dưới, ngơ ngơ ngẩn ngẩn lắm luôn đó chị ơi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tin 3 Phút Bí Ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tin 3 Phút chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.